Chúng ta sẽ bê cái project hôm trước chúng ta đang làm dở vào đây 1710. Hôm nay là buổi thứ 20. Rất nhanh nhỉ. Buổi thứ 20 duplicate lên 20. Rồi, xuống. Đây, chúng ta hôm trước đang có câu lệnh là lấy ra hết thôi đúng không? Lấy ra hết. Thì chúng ta sẽ chạy bằng cách là localhost sược 1710 sược L20 như này. Bây giờ chúng ta bấm enter. Nó sẽ nhảy ra not found chưa bật đấy không? Bật ấy là bật gì? Cái này đây. Chưa có việc chứ bật ấy là bật gì? Sang Liên thuyên. Tôi chẳng bao giờ tôi có tắt máy bao giờ đâu mà phải bật lại. Gì? linh Not found này là tức là không có cái file student.php này chứ sao? Hả? Cái gì mà liên quan đến index? Từ index link sang mà. Chưa có file đây này. Được chưa? Tạo file mới. New file. Add student.php. Theo các bạn ở cái file này mình phải làm gì? Đúng. Chính xác. Mình sẽ viết code HTML ở đây để giúp mình có thể là tạo ra một cái form điền dữ liệu vào đấy, submit nó lên, lưu dữ liệu lại. Được chưa? Thì ở đây chúng ta đang làm cái bảng gì nhỉ? Bảng student đúng không? Rồi ok. Ở đây chúng ta sẽ có một cái form action bằng add student submit.php đi. Method bằng post. Method bằng post. Sau đó ở trong này chúng ta sẽ có những cái dữ liệu của cái form này. Được chưa? Dữ liệu chúng ta gồm những cái gì? Xem cấu trúc bảng thì mới biết được cái dữ liệu gồm những cái gì. Các bạn nhớ nhá, nhớ những cái bước tôi làm nhá. Các bạn sau này sẽ phải theo những cái bước này. Thứ nhất là tôi tạo form ra nhưng mà tôi không không tạo input ngay. Đúng không? Tôi phải xem cái cấu trúc dữ liệu đã. Xem là cái nào cần thì tôi mới viết vào. Ví dụ như ở đây khi mà nhìn vào đây này, khi mà nhìn cấu trúc dữ liệu này thì tôi sẽ nhìn thấy thằng ID đầu tiên đúng không? Nhưng mà ID nó tự tăng đi rồi. Thì tôi không cần thiết phải insert nó vào nữa. Đúng chưa? Tiếp theo đến name. Name này, nhìn thấy có nó null không? Thằng này nó null đúng không? Not null thì bắt buộc phải điền dữ liệu vào. Được chưa? Thì ở đây kiểu dữ liệu của nó là cái gì? Varchar là thuộc dạng text. Thì chúng ta sẽ có là name hai chấm là thẻ input text. Có name là name luôn. Bởi vì tên cột là name mà. Nên chúng ta đặt là name luôn. Được chưa? Sau đó tôi có một cái br. Tiếp theo đến cái gì? Email đúng không? Email cũng lại là varchar đúng không? Thì lại duplicate thằng này lên. Sửa cái thằng này thành name bằng email. Đây là email. Được chưa? Tiếp theo đến là birth date. Birth date thì cái này tôi phải sửa lại kiểu dữ liệu là date thôi nhé, chứ không phải date time đâu. Date thôi. Bởi vì ai mà nhớ được ngày sinh, à giờ sinh của mình đâu. Birth date rồi duplicate này lên. Đây là name bằng birth date. Kiểu dữ liệu là gì? Date. Đây là birth. Date. Tiếp theo là đến address. Address kiểu dữ liệu là text thì chúng ta để là gì? Thẻ gì? Address kiểu dữ liệu là gì? Input à? Lưu ý những cái thằng nào mà có cái kiểu dữ liệu là text này thì có thể nó lưu trữ cả vài dòng cũng là chuyện bình thường. Do đó chúng ta sẽ để là thẻ gì? Text area có name bằng address. Được chưa? Tiếp tục gender. Gender là number. Đây kiểu dữ liệu là gì? Tiny in đúng không? Tiny in. Thế vậy thì sao? Kiểu dữ liệu là gì? Hả? Kiểu dữ liệu là gì? Number. Nhưng mà cái thẻ thẻ input của tôi sẽ là thẻ input gì? Select option một ý kiến. Còn kiểu gì nữa? Kiểu gì? Input time check. À nhầm. Type bằng radio button. Name bằng gender. Value bằng 1.
Ở đây tôi để là chữ là nam ở male, được chưa? Cách ra female giá trị bằng 2. Và gì nữa? Other giá trị bằng 3. Được chưa? Đây, giao diện của mình nó sẽ như này. Đúng không? Bởi vì cái số lượng giới tính nó không có quá nhiều, cho nên là chỉ cho người ta chọn một trong ba thôi. Được chưa? Này nó trực quan hơn so với cái việc là chúng ta phải sử dụng cái select nhá. Rồi, tiếp theo đến cái gì? School. Đúng không? Vacha thì lại là cái gì? Đúng không? Cái gì vacha là text area. School thì sẽ là để kiểu input type bằng text, name bằng school. Và bây giờ chúng ta có một cái button type bằng submit. Đây là save. Được chưa? Nãy giờ là chúng ta tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của cái cột ở trong cơ sở dữ liệu ấy, thì mình sẽ làm sao? Có những cái dữ liệu tương ứng, có những cái input hoặc text area hoặc select tương ứng. Được chưa? Nó giúp cho người dùng dễ dàng hình dung ra cái thứ, cái kiểu dữ liệu mà họ cần phải tương tác là gì. Tạo đi các bạn, tạo ra đi. Được chưa? Xong chưa? Mấy thằng của nợ ở bên này xong chưa? Giang xong chưa? À quên, thằng Quang xong chưa? Bọn này dạo này cốt nhanh thế. Đây. Xong nha. Bây giờ thì mình sẽ phải tạo file này đúng không? Đúng không? Tạo và gì? Thu thập dữ liệu từ cái form kia. Đúng chưa? Thu thập dữ liệu thì mình sẽ có cái biến name bằng đô la gì? Post name. Chúng ta duplicate lên. Ở bên này thì mình sẽ có cột là gì đấy nhỉ? Email này. Đây, đây. Kéo vào, paste xuống, duplicate lên. Là gì nhỉ? Birth date đúng không? Copy sang bên này, duplicate vào. Rồi. Tiếp theo đến cái gì nhỉ? Address. Address. Rồi. Sau đó đến gender. Gender. Y.
gender này, xong đến school. Xong, lấy dữ liệu ra. Chúng ta cứ mặc định là người dùng cứ phải chọn theo kịch bản chuẩn của chúng ta là cứ phải điền đủ dữ liệu. Đúng nhá? Chúng ta chưa check các trường hợp là họ không điền hay là như thế nào đấy, tính sau. Xong nhá? Bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Làm gì? Hả? SQL bằng insert into student. Gì nữa? Gì? Name, email, birth date. Address, gender và school. Email, birth date này, address này, gender này, school này. Táp hết cái mớ này vào gửi vào trong. Gì nữa? Values. Gì nữa? Đóng mở ngoặc. Gì? Copy hết lại cái mớ này đúng không? Đô la nữa. Mở ngoặc 1 là cái ngoặc gì vậy? Cái này. Vào đây à? Tại sao lại phải làm cái việc này? Nó là chuỗi thì mới cần phải thêm những cái này. Còn nếu nó là số, ví dụ như thằng gender này thì thôi. Ví dụ gender nó là số đúng không? Bỏ qua đi. Số thêm chẳng sao cả. Nó sẽ cố gắng ép kiểu dữ liệu đấy về số. Không ép được thì báo lỗi. Vậy thôi. Được chưa? Chấm phẩy nữa nha, đừng quên. Tiếp theo. Dùng kiểu gì vậy? Cô đã require chưa? À quên nhầm. Tôi không thích. Tôi thích tạo này có được không? Được rồi. Cái đoạn connect này này, cái đoạn tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu này, tôi có thể cắt nó đi. Được chưa? Tôi sẽ tạo ra một cái file mới tên là db.php. Tôi copy php và tôi paste này xuống. Được chưa? Ở đoạn nào tôi muốn dùng cái hàm connect này thì tôi sẽ tiến hành là require one cái file db.php vào là xong. Bởi vì cái đoạn đấy tôi sẽ phải viết đi viết lại rất là nhiều lần, cho nên tôi chuyển nó thành một cái file riêng và tôi dùng ở đâu tôi require nó vào đấy. Ví dụ như đây tôi require chỗ này. Có được không? Sau đó chúng ta sẽ có cái đoạn STMT. Đây này. Dừng đến đây. STMT này thì chúng ta sẽ có là connect prepare CoSQL phía trên. Đúng nhá. Sau đó là XQ. Được hay không được chúng ta đều header location về index.php cả. Như này. Cô đê. Ngồi đần mặt ra ngồi nhìn. Nghi ngờ thầy không cốt được đợi tí nó đợi mình đẩy lên GitHub lắm. Thằng kia Quang làm không chưa? Chưa biết cái gì? Hả? Làm sao là làm sao? Sao em chạy vào trước quá em chạy rồi. Đâu mang đi xem nào. Với là cái bài lớp 19. Sai ở đâu đấy? Rồi. Bật máy SQL chưa? Thằng áo cần này. Thanh niên áo cần. Nay hút quá liều à? Hay là hút nhầm lá đu đủ rồi? Cái nhà bài toán kinh tế ảnh hưởng đến trí não nhiều nhỉ? À? Điều hướng website. Ví dụ bình thường là form submit thì nó sẽ dừng lại ở cái đường dẫn là gì? S gạch ngang student gạch dưới submit.php đúng không?
đúng nhá. Nhưng mà từ đấy mình muốn chuyển nó về cái trang index.php, tức là tự động chuyển chứ không cần phải gõ trên đường dẫn nữa, thì dùng header location. Được chưa? Thằng kia xong chưa? Làm khẩn trương, sai thì còn sửa. Những cái này là những cái điều kiện để thực hành, để biết là mình sai ở đâu, để sau này tránh nó ra. Giỏi hay không giỏi nó thể hiện ở chỗ là có sai nhiều hay sai ít thôi. Làm đây. Không nhỉ? Thu thập dữ liệu từ form, xây dựng câu SQL, nạp nó vào trong kết nối, thực thi và điều hướng. Đấy, cắt cái đoạn bên kia sang rồi mà. Chưa? Quay lại cho chúng nó xem tiếp. Chụp. Tí nữa là chỉ cho. Sao khổ sở thế? Truyền cái ID lên URL ấy. Xóa cái dòng đấy thì xóa dòng đấy là xóa một dòng đi thì dựa vào ID của nó. Nhưng mà cái phía dưới nó lại không nhảy lên. Nhảy ID nhảy nó ra được. Nó không tự trả cái ID đâu. Ví dụ như đang 1 2 3 4 nhá, xóa thằng 4 đi, thêm mới vào nó sẽ thành thằng 5. Nó là như thế. Chứ không có nhớ, thì ví dụ như sau này bạn làm việc với cái vấn đề về quan hệ ấy, bảng quan hệ với bảng ấy, mà bạn tự đẩy lên thế mới chết.
Không nhớ. Kiếp mấy ông lần mò lâu quá. Cái đoạn này thì copy lại thôi. Thêm mỗi cái handle location về cái trang mà mình mong muốn là được. Làm sao vấn đề là gì? Thế thì chỉ có rõ ăn ẩm. Cách test đấy thì chúng ta tiến hành như này này, tạo ra va đâm cái câu SQL này, xong rồi đai đây, nhá. Ví dụ tôi điền này, chọn ngày, còn giới tính, school, xếp xuống, nó bật ra cái code SQL. Nhìn không? Copy code SQL này vào trong DB chạy. Đây, 1710 đây đúng không? Query, new query, run. Đây. Chạy được này. Nếu mà không chạy được nó bật ra lỗi ngay. Hiểu chưa? Đây này, tự nó thêm này. Cắm cái vadam dai vào, sau copy go SQL, chạy vào trong SQL, chạy trong cơ sở dữ liệu run. Được chưa? Không chưa? Hay bị lỗi gì? Trông hai đứa mặt đần thối à? Hả? File đấy nó là cái kết nối. Ôi giời ơi. Cắt cái đoạn đầu tiên ở cái file index này, cái đoạn đầu, cái đoạn kết nối đầu tiên này, cắt nó vào, vứt vào trong DB, xong require vào đoạn nào muốn dùng cái DB thì require nó vào. Và xong cái gì đâu. Được chưa? Tôi up lên GitHub nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho tôi phần update thử xem như nào. Tôi gửi lên này. Update, insert data. Chúng ta làm cho tôi phần update thì tôi gợi ý như sau này. Tôi tập trung vào đây đã. Tí nữa tôi xuống từng nướng một tôi fix. Nào, chúng ta đang có danh sách ở đây đúng không? Cái danh sách các cái student ở đây đúng không? Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có, nó đang có một cái thẻ TD ở TH ở trên là new này. Được chưa? Chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ TD tương ứng ở dưới nữa. Này nữa, và ở trong này chúng ta có một thẻ a href bằng update.php hỏi chấm này. ID bằng, được chưa? ID bằng cái đoạn echo của cái biến là st cột là ID. Ở đây text tôi viết là update. Xếp luôn nhá, xem này. Nhìn thấy nó bắt từ update không? Mình nút update gì? Hover vào. ID bằng mấy? Mấy? ID tương ứng đúng không? Đó, bấm vào đây thì biết làm gì rồi chứ gì? Đúng không? Làm đi, chỉ còn chờ đợi gì nữa? Ô hay. Làm cho tôi tiếp phần update. Làm update thì nó cũng ra cái giao diện như kia nhưng mà nó sẽ hiển thị sẵn dữ liệu ở đấy. Và có thêm cái input header là ID nữa. Để khi mà submit form đây nó biết là cần phải update thằng nào. Làm sao? Mày làm sao mang đây thế nào? Quá lở. Làm gì mà tê chân? Kéo gác ở cái bàn để xem nào. Insert into student. Em email birthday gender. Em không school nhé. Không có school gì. Và đam ra câu lệnh này chưa?
Em đấy em thử. Thế mà không in sao được? Không. Đấy của em là năm. Cái object video này đâu đâu rồi? Xong rồi. Xong lên. Cái gì school này? School nhưng mà em có để đâu. Em có để bắt buộc đâu. Em có để luôn đâu. Đây câu lệnh insert cũng vứt ra được đấy hả? Vâng. Thay thử giá. Đến lại. Cái gì mày phép ôn cái gì đấy? Chắc không thế. Có lấy cái gì ra đâu mà phép ôn? Thằng ngáo này. Không phải được đâu. Đấy là lấy chạy câu lệnh insert kia đi chứ. Phải được không mà được. Cái này có thì em thử lấy ra cũng được. Rồi để nhìn thì phải tìm ra lỗi. Xem nó có phải lỗi rồi. Mày có thèm viết vào đây đâu, nó chẳng có lỗi. Thế à? Ờ. Bố chỗ khỏe rồi. Ừ. Ngáo ngơ. Mỗi cái là chết người rồi. Đúng chưa? Ôi, bố chỗ khỏe. Dạ này. Thank you.
Không nhá. Làm cho tôi cái thường upload chả. Xem bọn này có hơn gì bọn dài hạn không. À, update, xin lỗi, nhầm. Update. Xong chưa? Chưa hả? Bạn đi lâu ấy. Cái form thì copy lại. Câu lệnh lấy dữ liệu ra thì từ index. Câu lệnh update ở trên bảng.
làm gì đây hỏi quan pha bê là dùng làm gì bê à làm gì thì những cái form mới copy được cái form mình kia chưa sửa cái gì thế mày lấy cái này làm gì để biết cô lệnh này làm gì nhét vào đây ngáo à phải lấy dữ liệu từ db chứ xong rồi pin cái dữ liệu đấy vào trong cái form này chứ cái câu update này đâu rồi cái câu update đấy sẽ xử lý khi mà lưu chữ này này cái đây này đúng không bây giờ phải hiển thị ra cái form chứa dữ liệu cũ đã đúng không để lấy dữ liệu cũ ra thì dựa vào cái gì dựa vào cái ID truyền sang ấy xong thực hiện câu lệnh select sao from student where ID bằng cái ID nhận được URL đúng không? Chưa thể được đâu. Bây giờ thay bên. Bà làm gì vậy bà? Bà làm cái đoạn này mình chưa được cái bảo. Tại sao mình cứ thích tiền 1, 2, 3, 4 như này? Tại sao không hiển thị bằng tên của vậy thì 1, 2, 3, 4 để cho nó ngắn à xong sau này nó thay đổi cái là nó cào cào lên đúng không xong cái này nó chẳng là một mảng đúng không kiểm tra nếu có cái mảng này có số lượng phần tử lớn hơn không thì sẽ cho cái current result này bằng cái phần tử bằng cái result này ở phần tử số 0 luôn phải này không này có phải từ có ít tám gì không xét chế nữa không hiện nay bảo bên kia ra xem vì sao đi đây đâu thứ hai mày vứt nó ra ngoài rồi đâu mày đưa cả cái đoạn này vào trong cái này này vào trong cái dấu phẩy dấu string đi kìa ô hai nó là giá trị của thuộc tính mà reload đi ra chưa trên mức hộ để chúng tự làm học hết không được luôn mỗi đây chỗ để làm cái gì mà chẳng đâu thì chẳng qua là đi vương vương thôi đúng rồi này học rồi à sao biết làm như này giỏi đấy hả à. Check it thì chẳng cái gì cái gì tôi gửi được không chẳng cái gì làm gì hết mọi người sao ra đâu rồi sao đến rồi nào sao đến đâu cảm ơn chị ui dài rồi đi học cái họ đứng hết rồi sai rồi mà đây đã đâu sao dữ liệu để chống như này? Phải phiên sẵn dữ liệu của cái cũ rồi người ta biết như nào, dữ liệu cũ như nào để thay đổi dữ liệu để cập nhật mới chứ. Không được nha. Chúng ta đi sai hết rồi, sai hết luôn. Có mỗi hậu với thủy đúng. Như này này, logic ở đây là gì?
Khi mà bấm button submit, à button update này nhá, thì chúng ta sẽ phải hiển thị ra cái form giống như create ấy, nhưng mà nó phải in sẵn dữ liệu cũ của người ta vào đấy, để người ta sẽ sửa đổi trên những cái dữ liệu cũ đấy. Được chưa? Chứ không phải là để chống nhá. Chết dở đấy. Đây, chúng ta làm cái này, bấm update này. Tôi sẽ tạo ra file update.php đúng không? Nhưng mà cách làm của bà nó dài lằng ngoằng và nó không hợp lý. Với lại nghiêm cấm thêm một cái tình huống nữa là như thế này. Thằng này là 1, con bé kia là 2, thằng trong này nữa là 3. Tại sao lại dùng cái trò là 1, 2, 3, 4 ở đây? Hả? Hả? Không biết là tôi có thể là thêm một cái cột nữa vào trong này à? Ví dụ tôi thêm một cái cột ở vị trí này. Như vậy thì cái vị trí cũ của các bạn thì đứt hết đúng không? Đúng không Ngọc Quang? Hả? Đúng không? Đúng. Thế thì sao? Thì em thay nó bằng tên rồi. Thật không? Thật, thay không bằng tên bốt. Được. Trước tiên nhắc em thay ngay. Trang. Rất linh tinh. Làm tùm la tùm lum. Nghiêm cấm nha, nghiêm cấm đặt số vào đây. Cái việc sử dụng số nó rất là nguy hiểm, bởi vì người ta cái cấu trúc cơ sở dữ liệu ấy, trong khi chúng ta phát triển dự án nó thay đổi liên tục. Cứ đặt số vào xong rồi là tự nhiên đa lúc đầu đang làm ngon lành, vì sao tự nhiên lăn ra chết, chẳng hiểu vì sao. Rồi, bây giờ sẽ tạo ra file update đúng không? Update.php. Xong, ở trong này chúng ta code PHP nào. Chúng ta đầu tiên là phải lấy ra cái ID từ trên URL đúng không? $ gạch dưới get ra cái tham số ID này. Đấy, xong chưa? Sau đó bắt đầu require one cái file db.php như này để lấy ra kết nối cơ sở dữ liệu. Sau đó chúng ta sẽ có là cái biến SQL bằng select sao from student where ID bằng $ID. Đây là câu SQL. Cái này chắc chắn lấy ra một bản ghi đúng không? Được chưa? Chúng ta sẽ có tiếp là sử dụng lại cái này. Sử dụng lại cái đoạn này. Đây, nạp câu lệnh vào. Nhưng mà ở đây chúng ta không lấy fetch all nhé. Nhớ cho tôi một điều, chúng ta không lấy fetch all. Fetch all nó sẽ lấy ra gom tất cả mọi thứ, kể cả không ra dữ liệu nó cũng lấy ra một cái mảng rỗng. Được chưa? Còn chúng ta chỉ lấy thực hiện bằng cách là dùng fetch thôi. Cái fetch này khi mà câu lệnh của chúng ta không lấy ra được cái bản ghi nào á, thì nó sẽ trả về phone. Còn nếu nó lấy được ra, nó sẽ trả về thẳng cái object, thành thẳng cái mảng là cái dòng đấy luôn. Chúng ta thử và đâm result. Thử cái nhá. Đây ví dụ như sau. Chúng ta nhìn thấy gì không? Nó đang là cái mảng, là cái của cái phần tử đấy luôn, của cái dòng đấy luôn. Được chưa? Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta update nhưng mà tôi thêm số 200 vào đây thì nó, bởi vì đây là cái đường dẫn, cho nên người ta thích thêm số bao nhiêu thì thêm. Làm gì có. Đúng chưa? Nó đã trả về phone. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ phải kiểm tra, nó là tạo điều kiện cho chúng ta, giúp chúng ta là if phủ định của cái result này. Tức là sao? Tức là result nó sẽ bằng phone, thì chúng ta sẽ lập tức header location về index.php để cho người ta không cập nhật được cái dữ liệu, cái bảng này. Thì chứ, bởi vì có hiển thị ra nó cũng là vô nghĩa. Tốt nhất là đẩy về danh sách cho đỡ mệt. Được chưa? Còn nếu mà có thì sao? Nếu mà có dữ liệu tìm thấy thì sao? Đi ăn cắp lại cái form ở trong này. Đi ăn cắp lại cái form ở đây. Được chưa? Với cái result này là cái bản ghi đúng không? Nó là cái dòng của chúng ta đang cần phải cập nhật đúng không? Thì chúng ta copy cái result này, ví dụ như name này, chúng ta nhìn thấy cái value không? Thấy không? Echo ra cái biến result ở cột name. Chứ còn làm sao nữa? Được chưa? Tiếp tục echo ra cái result ở cột email. Rồi gì nữa? Birth date, address thì vứt vào giữa này này, vứt thẳng vào giữa ấy. Radio thì nó hơi khó hơn chút. Đó, chúng ta sẽ sử dụng là if nếu mà cái biến result ở cột gender nhầm đây này.
Chúng ta sẽ phải viết vào trong này, chúng ta enter cái này xuống này. If pp if result ở cột gender mà bằng 1, đúng không? Đúng không? Thì echo ra. Echo ra là checked. Được chưa? Viết vào giữa của cái thẻ ấy để nó hiển thị ra cái checked này là thành thuộc tính của cái radio. Được chưa? Tôi copy note cái này. Tôi vứt xuống dưới đây. Sửa cái này bằng 2 đúng không? Sửa tiếp cái này bằng 3. Được chưa? Xếp xuống. Tiếp theo là cái text. À, cái school này thì chúng ta lại echo cái result ở cột là school. Thử cái nhá. Sao? Chỉ còn mỗi cái này thôi đúng không? Bởi vì cái format nó đang có vấn đề. Như đây này, các bạn thấy thằng Hồng Quang này là giới tính AR này. Đúng chưa? Tôi back lại, tôi chọn cái thằng này. Giới tính nữ đúng không? Update này. Đây, có phải female không? Đúng chưa? Tên đây, email đây. Xong chưa? Còn cái này chẳng hiểu vì sao nó không chọn được ngày nhỉ? Bậy thật. Thôi kệ nó, cái việc ngày tháng năm sinh đấy tính sau. Không phải chú trọng. À đây, date đây là birth date này. Cái này là email. Cái này là address. Cái này là gender đúng rồi. Cái này là school đúng rồi. Đây ra luôn. Đúng chưa? Đấy. Làm update nó phải như này chứ. Update kiểu để chống trơn. Chết dở. Đúng chưa? Viết lại cho tôi. Tự viết lại cho tôi. Khẩn trương. Hỏng hết. Thì ông nhận gì đấy? Giờ lấy ở cái index thì nó có cái visa không? À, tìm cái student ở trong cái visa. Cái visa ở trong cái trang index ấy, nó sẽ là mạng, mạng chứa tất cả các dòng ở trong mạng trong DB đúng không? Còn cái gì visa ở trong file update ấy, bởi chúng ta lấy một phép thôi, được chưa? Vâng, thì chỉ là phép thôi. Thì có mạng không? Cho nên nó sẽ là một cái mạng. Nếu mà có nó sẽ là một cái mạng. Nhưng mà mạng đấy là chứa thông tin của một dòng. Được chưa? Cái fetch và cái fetch all nó khác nhau cơ bản là như thế. Đúng. Cái fetch luôn luôn là một dòng. Trong trường hợp mà các bạn lấy ra được nhiều hơn một dòng trong câu lệnh nest select ấy, thì nó sẽ lấy ra bản key đầu tiên, cái dòng đầu tiên. Được chưa?
Xong chưa? Xong chưa? Qua. Chưa, vấn đề gì? Chép chiếc gì? Header, string, location với index. Cách là 2.index gọi VP dùng chấm phẩy. Đấy. Còn nếu không thì hiển thị form vứt ra ngoài, cô hay. Sao cũng phải chờ ấy nhỉ? Lộc thích. Làm đi. Đây tôi để ở đầu cái form nhé. Tất nhiên cái dẫn thì chúng ta phải sửa lại cái dẫn của form. Được chưa? Vì sao chưa biết được? Vì nay gì là vô giá đấy? Statement phát biểu nó chẳng có ý nghĩa gì cả, biến tập nó tính nào là gì cả. Sang trang là submit.pp đúng không? Rồi mở cốt lại. Đào đôi cái gì ở trên Google là đúng không? Đào đôi ra cái đi đấy. Đào ngày thì có cái input sai rồi. Đây này, đang bị 0000 này. Mày bắt lên cái cả gì thế này như thế nào? Mà nó vẫn là cái cũ rồi. Đây, tại sao này cũng làm cho cái mở khủng này là lỗi do sai của select. Đúng đây. Chào anh chị. Cái gì đây? Lấy ra bản ghi đúng với cái ID của nó, chứ tại sao lại biết như thế này, dấu cách của tôi đâu? Bảo bao nhiêu lần rồi? Ông không phải là lần đầu tiên đâu nhá, ông Đức nhá. Ông mà cứ như thế này thì sau này ông không đi làm được đâu. Người ta chửi nó sắp mặt luôn, tự ái mà về ấy. Rồi, điều kiện. Nghe, ô hay. Cái tội này là cái tội về nhà không chẳng làm này này. Cột gì? Ừ, bằng cái gì? Bằng cái gì? ID lấy từ đâu? Lấy từ
đang phải query từ cơ sở vào trong cơ sở dữ liệu, mày bảo là lấy từ cơ sở dữ liệu thì bằng nhau nào. Đây này, đi lên từ đây này, cái đấy là cái gì, cái này có phải nó lên trường đường dẫn không? Mày bấm update đi, mở trình duyệt ra. Đấy, bấm update đi. Đây, có phải nó có cái ID ở đây không? Ông lấy cái ID xuống chưa? Đây thì cái này, cái ID từ cái trình duyệt xuống này. Vâng, xong mình nhét vào trong cái vị trí đang con chuột đang trỏi vào những cái đấy. Hiểu chưa? Cái gì? Cái gì ông nhảm nhảm ý cái gì đấy? Tất cả mình lấy ID của cái này. Đúng rồi. Thế bây giờ lấy cái nào? Lấy cái nào mà lấy cái nào? Tức là lấy cái nào? Ô hay. Lấy tham số trên từ đường dẫn xuống thì làm như nào? Ok. Ôi cái này đi đây. Nhưng mày đã điền vào trong con select kia chưa? Ô hay. Cái thằng người rời ấy lại xóa mất cái suy nghĩ rồi. Vâng, có mỗi cái đơn giản như này mà mãi mà không lần được ra đăng ba đăng đài ấy. Không, em thử xem là cái khác không. Sao anh khác chưa? Kiểu gì hôm nay lạnh quá à? Không. Ở Quang nay lạnh quá teo não à? Có bị teo không? Nhưng tiếng em chưa ngủ. Tôi nói 17 tiếng, đến giờ là 14 tiếng, là 12 tiếng rồi. Mà em không được ngủ. Làm gì mà không ngủ? Em qua em ngu, bố em xem một cà phê. Ngủ được. Tại bố đúng không? Phải, em ngu rồi. Nghĩ là thứ ba bố đi cà phê và chăm mẹ học đến sáng cho kinh khủng. Ai ngờ, chăm năm, năm rồi. Không ngủ được, cứ làm không ngủ được. Cái sao lại không học đi? Không để học lạnh, còn học lạnh lắm nhỉ? Chăn. Qua. Sao? Tình hình nào rồi? Xem cuộc xem thì ai đi này từ đầu tiên xem đâu? Design. Có phải cái bảng ấy? Đấy, mày có thèm cho tự tăng đâu? Đấy, thấy chưa thèm cái chính. Gì? Xếp chưa? Hôm trước mày nói xả xả xả, nhưng bây giờ không biết gì. Đấy, giờ xóa trắng đi. Xóa trắng cái bảng đi, rồi đánh lại. What? Cái gì mình nhét đẩy dữ liệu vào xong rồi bây giờ mới bắt đầu đánh. Thánh cũng không phục vụ được không? Xóa trắng cái dữ liệu đi, có biết dữ liệu ở đâu không? Mở cái bảng này đi, đặt không, mình điền chứ. Nhanh. Mở cái bảng ra. Katsuna đi đi. Enter. Ôi, thằng nào cần. Rồi vào kia design đi. Giời ơi. Đấy, tích gì xếp xuống. Được rồi. Đi search bài bản ghi vào đấy. Ôi, rồi sao? Không cho mày enter. Trên mà thổ. Với một bọn ngáo ngơ. Thằng Thắng ở đây đây. Đây là thằng Thắng, một đứa bạn. Nghe. Người này. Không sao đâu mà ra đây ngồi. Thằng Thắng lên đây ngồi. À, thằng Giang lên đây ngồi. Luôn. Không cãi. Cứ như thỉu thỉu. Thủy cái hậu lên trên này ngồi. Cô lên xuống cho nó dễ. Thì bắt thằng Giang lên đây ngồi. Không, thằng Giang kia. Mày làm xong chưa? Xong rồi nhưng mà chưa. Đây. Mày ba đang nơi làm gì? Mày định ba cái gì ở đây hả Giang? Còn ba năm thì trước cả cái
query kia thì mình quái gì. Rồi cái dòng văn âm xuống dưới cái echo ở dưới ấy. Căn chuẩn ship xếp xuống đèo làm gì cũng đi ra mà là nên mấy cái phone thì nó ra một cái mạng đi ra một cái nên cái mạng này có index chứ xóa đi xóa luôn cả cái xuyên cái cặp dòng mọc phone đi. Sau rồi ngồi nhìn tin nên chẳng mấy bậc cả. Sao bao nhiêu này? Mày độ phân giải bao nhiêu này? Xa màn luôn ạ. Ôi giời ơi. Đây. Nào này. Tôi chịu, cái này tôi không biết được. Chẳng có cái màn hình như thế này. Vừa ba vừa mình. Nào. Ờ thì đúng rồi. Có lấy ID mà không biết được. Lấy kiểu gì? Lấy ID ở trong cái phòng của chết mất rồi. Xong chưa? Rồi ạ. Mày có biết cái gì đâu mà rồi, tầm này mày biết cái quái gì nữa mà rồi. À, mày xuống ngay cái bàn dưới kia mày đi, mày nằm ngủ với công tí mày không về đâu. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Thì rồi về mai xem lại video Phật trợ nghe. Đi xuống kia. Không tí nữa mày về mày lăn ra đường bây giờ đấy. Không hiểu được đâu. Được chưa? Kệ này. Tí nữa tay check. Nào, tập trung vào đây. Vấn đề bây giờ là chúng ta cần phải truyền cái tham số ID đi nữa đúng không? Truyền cái tham số ID của cái bản ghi này đang được cập nhật vào trong cái form này. Truyền kiểu gì? Chúng ta có một cái input type bằng hidden. Cái này sinh ra để làm gì? Ờ, để nhét ID vào đây. Name bằng ID có value bằng cái gì? Echo của cái result phần tử ID đúng không? Sao? Trông có vẻ bất mãn. Hả? Rồi đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cái ID nó ở trong này này. Nhìn thấy input hay được không? ID 5 này. Đúng chưa? Đấy. Tôi lừa công các bà làm gì? Được chưa? Xong chưa? Sau đó submit đi. Submit thì chúng ta sẽ để vào update submit nhá. Update submit.php. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Tạo file mới, update gạch dưới submit.php. Ở trong này thì chúng ta lại ăn cắp lại cái add student submit. Ăn cắp lại y nguyên luôn. Không khác gì nhỉ? Đấy. Khác cái đây chúng ta có thêm cái ID đúng không? ID bằng $ post của ID. Đúng chưa? Xong lại require 1db. Câu lệnh này là câu lệnh gì? Update student set name bằng cái gì đấy, đúng không? Name bằng name này. Đây, tôi làm như này cho nhanh. Đô la. À, quên nhầm. Xong. Quăng ngay đi. Where ID bằng tham số ID đúng không? Thỏa mãn chưa? Sao? Có đúng không?
Để kiểm tra thì check thôi, còn không thì tôi chạy thẳng. Comment vào. Sao? Thỏa mãn chưa? Rồi, chạy. Reload này, này. Đây là quang chuyên cần. Email là chuyên cần a@gmail.com. Ngày sinh là năm bao nhiêu nhỉ? 6. Rồi quay này lâu lắm. Kệ viết bừa. Giới tính là A rồi. Save. Tôi vừa mới viết thằng số 5 xong. Mẹ em ngủ à? Chết mất rồi. Đây, đổi giới tính cho thằng này thành nam này. Được chưa? Xếp xuống, đây nam đây. Được chưa? Mình update thằng này, Nguyễn Duy Quang. Đức Phê Cần. Xếp xuống. Ô, oh, đâu rồi? Lỗi rồi. Đức Phê Cần. Xếp xuống. Ô, oh, không được thật này. Đức Phê Cần. Chắc thằng này không quên được cần. Mèo. Xem xóa. Ờ, à, đúng. Được chưa? Ờ, thì đấy là tôi chưa check dữ liệu. Validate dữ liệu tính sau. Ừ. Không biết, không để ý. Đấy. Gender. Được phép luôn mà. Để swing rỗng thì nó báo lỗi. Được chưa? Tôi sẽ không gửi cái này lên. Tự ngồi làm, tự hoàn thiện cho tôi, được chưa? Nghe này, bằng mọi giá trong buổi hôm nay phải hoàn thiện được cái này. Còn cái up, còn cái delete nữa nha. Câu lệnh delete. À, delete from table where tự làm thêm cho tôi cái nút delete ở bên cạnh mỗi dòng, bấm vào đây xóa luôn vào này, thật đấy không? Xin lỗi nữa, làm sao? Đi lùi vào, cột lên rồi còn gì? Cột lên thế này. Đứa nào hôm nay xong sớm cho về trước. Thank you.
xấu thì thực ra là mình thì thế thôi, thực ra là sau này không phải để ai đi lên trên đấy cả, hiểu ra sau này tất cả sẽ là số ít đấy cả, hiểu chưa? Không ai để 1, 2, 3, 4 đấy đâu, tức là cái số thứ tự, số thứ STT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 không ai làm, nó biến cao ở ngoài, để sau đấy lại cho chúng ta, không có gì đâu. Nè, bây giờ 7:34 mày không làm nhanh nên chúng có về hết của mình ngồi đây thì biết cả cái tầm mà đã phải đi ra khỏi nhà. Ờ đúng, thế là được. Chị tìm ngồi đây được cả. Xem là các cái bước tôi làm xem có hiểu không? Không hiểu thì hỏi. Có quá nhưng mà... Có một cái cốt nhẹ không? Không, nó chậm. Thì đừng quay nữa. Cái gì? Thì đừng quay đi cao nữa. Điều gì? Thì thôi, thì đồng án. Không. Nếu xong sớm quá thì mình tôi dạy thêm cái bài này. Không, thì tôi sẽ cho liệu vào thêm bài này. Để nó thông cảm phần này. Đấy nhá, đừng quay nhá. Xem thế rồi, đi con delete. Delete tự đi mà làm lấy.